Uh, buổi chiều ngày hôm nay thì uh, chúng tôi uh, chỉ trao đổi một cái vấn đề nó rất là đơn giản thôi. Uh, đó là chúng ta liệu có dùng được kháng sinh uống trong bệnh viện hay không và thứ hai nữa là liệu chúng ta đang dùng kháng sinh tĩnh mạch thì uh, có đổi sang kháng sinh uống để kết thúc phát đồ điều trị cho bệnh nhân hay không. Uh, nếu có thì chúng ta đổi chuyển đổi như thế nào những điều kiện gì cần thiết uh, cần phải đặt ra. Uh, các anh các chị cũng biết là vào viện thì thực ra kể cả nhiễm khuẩn nặng ấy, thì bao giờ bác sĩ cũng sẽ uh, nghĩ đến sử dụng kháng sinh tĩnh mạch. Uh, tuy nhiên câu hỏi rất nghiêm túc đặt ra, tôi không để là người đặt ra câu hỏi này mà là Cunha, uh, bác sĩ Cunha là bác sĩ truyền nhiễm nổi tiếng của Mỹ. Mà nếu các anh các chị cũng biết là trong lĩnh vực kháng sinh thì nó có một cuốn sách có tên là Antibiotic Essentials uh, đã ấn bản đến lần thứ 15 và ở Việt Nam chúng ta thầy Đạt anh đã dịch ra uh, cái cuốn sách sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm là dịch từ của Cunha. Nếu các anh các chị có cái bản đó, tôi thấy cái cuốn đấy viết từ thứ hai. Trong cuốn đó tôi có trích ra một cái chương như thế này ông viết về kháng sinh đường uống và ông có nói như này liệu nhiễm khuẩn nặng có trường hợp nào chúng ta dùng kháng sinh uống được hay không nghe thì không có vẻ không không quen thuộc với thực hành của việt nam đúng không ạ thì ông có nói như này ở những cái điều kiện mà để cho một cái kháng sinh uống có thể điều trị cho những nhiễm khuẩn nặng nhiễm khuẩn toàn thân nó phụ thuộc vào hai yếu tố yếu tố thứ nhất là yếu tố thuộc về kháng sinh và yếu tố thứ hai là yếu tố thuộc về người bệnh yếu tố đầu tiên yếu tố thuộc về kháng sinh là đầu tiên là chúng ta phải hình dung được là cái kháng sinh đó là nó phải có hoạt tính tức là nó phải có tác dụng mạnh phải có hoạt tính uh, bao trùm trên vi khuẩn gây bệnh đấy thì như vậy là cái điều kiện đầu tiên là là kháng sợ là chắc chắn là chúng ta phải nghĩ được như chị Ngọc nói đấy là chúng ta phải nghĩ được thậm chí chúng ta phải xác định được là là đó là loại vi khuẩn là loại gì đấy gam âm gam dương tụ cầu hay là trực khuẩn màu xanh vân vân thì cái kháng sinh mà chúng ta chọn để kể cả kháng sinh được uống thì kháng sinh đó phải có hoạt tính và hoạt tính rõ ràng trên vi khuẩn gây bệnh thứ hai là cái kháng sinh đó phải có sinh khả dụng tí nữa tôi sẽ nói đến cái khái niệm sinh khả dụng tức là khả năng hấp thu của kháng sinh khi chúng ta dùng đường uống vào trong máu so với đường tĩnh mạch đấy, thì kháng sinh đấy phải có sinh khả dụng cao và có khả năng thâm nhập vào mô tốt và cái mô nhiễm trùng mà mình cần nó đến tốt đấy là điểm thứ hai điểm thứ ba là kháng sinh đấy phải có khả năng đề kháng uh, tức là cái, cái cái khả năng vi khuẩn nó đề kháng lại kháng sinh đó là tương đối thấp đấy là điểm thứ ba và điểm cuối cùng là kháng sinh đấy phải có khả năng dung nạp tốt khi và ít có tác dụng phụ. Đấy nói chung là tỏ ra là tương đối an toàn ở khi mà chúng ta sử dụng qua đường tiêu hóa. Đấy như vậy đấy là bốn điều kiện để liên quan đến kháng sinh. Thế còn điều kiện liên quan người bệnh thì sao? Điều kiện liên quan người bệnh thì như vậy là điều kiện đầu tiên là khi chúng ta dùng đường uống thì chúng ta không bao giờ được phép kỳ vọng là cái hiệu quả điều trị cái tác dụng của kháng sinh nó đến sớm hơn trong vòng 1 giờ bởi vì chúng ta phải chúng ta biết là uống xong nó phải có một khoảng thời gian nó vận chuyển nó hấp vào trong máu sau đó nó mới đến được vị trí tác dụng như vậy cái nào mà chúng ta cần tác dụng sớm là không bao giờ chúng ta sử dụng kháng sinh đường uống cả điểm thứ hai là kháng sinh ấy phải được hấp thu tức là bệnh nhân ấy phải ăn uống hấp thu không có vấn đề gì tức là không không có vấn đề gì hấp thu về đường tiêu hóa để ảnh hưởng đến chuyện hấp thu thuốc như vậy đấy là hai điều kiện quan trọng để chúng ta sử dụng kháng sinh đường uống được để trên thực tế như thế là người ta sẽ có phát đồ là người ta sẽ có trong phát đồ điều trị bây giờ các anh các chị để ý là có cái thì chúng ta sẽ có uống có cái sẽ có tiêm và hôm nay có cái chúng ta sẽ trao đổi đến phần thứ ba đó là có cái sẽ chuyển từ đường tiêm đang dùng đường đường tiêm sang đường uống như vậy trong phác đồ điều trị bao giờ người ta cũng đề cập như vậy vậy uống thực sự là có hiệu quả không tôi tôi có giảng bài này cách đây được khoảng 4 năm tháng ở viện huyết học và truyền máu trung ương hôm đấy thì cũng có trao đổi về cuộc sinh hoạt khoa học có hai bài một bài bác một bài bác sĩ anh thanh anh trình bày và bài thứ hai tôi trình bày bài này thì tôi có tìm hiểu kể cả sốt giảm bệnh cầu trung tính từ là khi chúng ta truyền hóa chất cho bệnh nhân Uh, người ta tổng kết lại với độ khoảng trên độ khoảng hơn nghìn ba nghìn đợt sốt giảm mạch cầu trương tính mà người tất nhiên người ta loại là bệnh bệnh uh, những ung thư giảm mạch cầu trương tính ở bệnh nhân huyết học là những cái mà chúng ta điều trị bệnh nhân ung thư ở đây có thể là nằm ở trong cái lĩnh vực này tức là chúng ta không phải bệnh nhân huyết học thì uh, như vậy những bệnh nhân đấy có huyết động ổn định không có suy tạng không có viêm phổi không có các nhiễm khuẩn liên quan ktt hay đường truyền trung tâm hoặc không có nhiễm khuẩn da mô mềm nặng người ta chỉ có những nhiễm khuẩn hoặc là chúng ta nghi ngờ có những nhiễm khuẩn thôi vậy thì trong trường hợp đó nếu mà chúng ta sử dụng kháng sinh đường tiêm và đường uống tỷ lệ tử vong là như nhau Đấy, cái kết quả nó rất bất ngờ nhỉ là dùng là tỷ lệ đường tiêm và đường uống tỷ lệ tử vong là như nhau tỷ lệ thất bại điều trị là hai nhóm tương tự nhau Đấy, và kháng sinh đường uống người ta kết luận là này kháng sinh đường uống sẽ có thể được sử dụng cho bệnh nhân sốt giảm bạch cầu cơ trung tính nếu chúng ta đánh giá nguy cơ bệnh nhân hết sức cẩn thận Tôi lúc này tôi để ý bài của chị Ngọc, không biết các mọi người có để ý không? Bây giờ trong lâm sàng của chúng ta đợi cấy ra vi sinh tương đối khó. Mà cái quan trọng nhất trong thực hành lâm sàng người ta hướng tới là phân tầng bệnh nhân. Tức là đứng trước một bệnh nhân cụ thể, làm sao để chúng ta có thể đánh giá được dựa vào các dấu hiệu lâm sàng, dựa vào những cái mà bệnh nhân đang có và những cái bệnh nhân đã dùng. Trên cơ sở đó chúng ta có thể ước lượng bệnh nhân có nguy cơ cao hay không. Cái tôi lấy ví dụ ở đây chúng ta không nói về ung um biếu nhiều đúng không ạ? Nhưng chúng ta có ung um thư phổi. Ví dụ nếu chúng ta chuyển hóa chất cho bệnh nhân những bệnh nhân đấy thực sự là đánh giá là có nguy cơ cao liên quan đến nhiễm khuẩn và những khuẩn nặng hay không thì người ta đã là bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính người ta có cái thang điểm người ta gọi là thang điểm MASCC cách đây khoảng được khoảng ba bốn năm chúng tôi cũng đã áp dụng thử với các cùng các dược sĩ ở viện huyết học Điều nói trung ương hoàn toàn chúng ta đánh giá được cái này chúng ta dựa vào các cái dấu hiệu về mặt lâm sàng Đúng rồi, chúng ta uh, xem là và các dấu hiệu về mặt lâm sàng có bệnh nền hay không có bệnh các bệnh nền đấy có triệu chứng là thể hiện triệu chứng hay không người ta cho điểm có cục huyết áp hay không có bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính hay không có khối u có những cái nhiễm có tiền sử đó, có, có tiền sử ví dụ như là tiền sử nhiễm nấm trước đó hay không có mất nước hay không rồi bệnh nhân là bệnh nhân có phải là điều trị ngoại trú hay là nội trú và bệnh nhân tuổi của bệnh nhân từ đó người ta cho điểm và dựa vào những cái điểm này thì điểm này tối đa là 26 điểm và bệnh nhân, bệnh nhân mà từ 21 điểm trở lên hai là bệnh nhân có nguy cơ thấp và nếu bệnh nhân có nguy cơ thấp thì cái người ta đã làm rồi là người ta lại lấy thử cái này phải làm thử để chúng ta chiêm nghiệm thử thực ra người ta lấy người ta đánh giá trước khi người ta quyết định là cho kháng sinh tiêm hay uống ở bệnh nhân sốt giảm bạch cầu trung tính ở đây người ta làm có bốn chục bệnh nhân thôi cỡ mẫu nó tương đối bé nhưng chúng ta có thể học cách làm của người ta được là người ta sẽ cho thử cái đã, đã trước khi cho quyết định cho kháng sinh đường nào, đường tiêm hay đường uống, người ta đánh giá cái điểm nguy cơ như tôi vừa nói. Và nếu điểm nguy cơ là điểm nguy cơ thấp, người ta sử dụng kháng sinh uống. Và cái tỷ lệ đấy là như vậy là người ta tính là gì? Là có đến 30% bệnh nhân mà trong đợt sốt giảm bạch cầu trung tính, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng kháng sinh uống được với hiệu quả lâm sàng vẫn được duy trì. Đấy như vậy có lẽ tôi xin trước khi bà chuyển sang cái phần đường tiêm chuyển sang đường uống như thế nào thì chúng tôi muốn trao đổi lại bởi vì ở Việt Nam chúng ta là có quan niệm là vào viện là phải tiêm tôi chưa thấy là hướng dẫn cứ đề ra là viêm phổi cộng đồng là thể nhẹ điều trị ngoại trú uống kháng sinh tôi chưa thấy cái điều đấy có ở Việt Nam trong hiểu biết của tôi nếu cả, trừ một số bác sĩ cá nhân các anh ấy có nói với chúng tôi là có có những bệnh nhân nếu mà thể nhẹ đánh giá rất cẩn thận có thể anh anh cá nhân anh cho điều trị ngoại trú thật nhưng tổng kết lại về mặt và số lưới số lượng lớn thì đa phần Việt Nam thực hành của chúng ta là thường cho bệnh nhân điều trị nội trú và chắc chắn là 100% là kháng sinh tiêm. Đấy. Thế chính vì thế cái cơ sở hôm nay chúng tôi muốn trao đổi kỹ hơn tức là chúng ta nhìn nhận lại vai trò của kháng sinh uống trong thực hành lâm sàng. Liệu thực sự trong bệnh viện chúng ta có thể bỏ hoàn toàn kháng sinh uống hay không? Tôi thấy có những bệnh viện thế này nó, nó kỳ lạ nước này không biết là bệnh chỗ thủy có thế không? Là coi như trong danh mục kháng sinh sử dụng trong bệnh viện chỉ có kháng sinh tiêm mà không có kháng sinh uống tôi thích tôi bảo là thích tại sao nó lại bị khập khiễng thế em bởi vì thế là rõ ràng là có các cái có kháng sinh của người ta hoạt chất có cả tiêm có cả uống tại sao chúng ta lại cắt toàn bộ cái kháng sinh đường uống đi tất nhiên có nhiều lý do khác sau tôi, tôi không giải thích ở đây nữa nhưng mà mọi người cũng đã hiểu rồi tức là nhiều bệnh viện sẽ bỏ hẳn hoàn kháng sinh uống trong danh mục của người ta vậy nó đang đi ngược những cái mà chúng ta đang nói người ta có nguyên tắc như thế này lúc nãy chị ngọc có nói đến nguyên tắc xuống thang nhưng tôi xin nhấn mạnh lại điều trị nhiễm trùng tại thời điểm hiện giờ thì các anh các chị nhớ cho là có một cái quan điểm rất quan trọng mà hình như có một vài lần tôi đã chỉ nhấn mạnh ở hội trường rồi. 72 giờ đầu tiên hiệu quả là quan trọng nhất. Như vậy muốn xuống thang được như chị Ngọc nói và chúng tôi nói sau này điều trị đầu tiên phải ổn đã. Còn nếu 72 giờ đầu tiên mà chúng ta dùng kháng sinh mà chúng ta lại dùng vẫn cứ kiểu là tôi cứ kiểu cứ kinh nghiệm cứ cho thế nào cho như thế rồi lại mấy ngày sau lại đánh giá lại không ổn thì lại bắt đầu điều chỉnh cho kiểu đấy thì không bao giờ xuống thang được cả như vậy 72 giờ đầu tiên là quan trọng nhất về mặt hiệu quả mà các mọi người cũng biết là sau 72 giờ tức là 72 giờ mà nó không ổn điều trị ngày về sau càng ngày càng không ổn thế như vậy 72 giờ đầu tiên là quan trọng nhất nhưng sau đó đấy thì người ta dựa cái kháng sinh dựa trên kinh nghiệm lúc nãy chị Ngọc có nói có bốn nguyên tắc quan trọng này. một là xác định vị trí nhiễm khuẩn để từ đó xác định xem căn nguyên vi khuẩn mình định nghĩ đến là gì hai là xác định xem bệnh nhân của chúng ta có nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc hay không chị Ngọc cũng đã trình bày kỹ tôi không chạy trình bày lại Thứ ba là cố gắng lấy dữ liệu vi sinh Cố gắng, cái này phải kêu gọi Nhưng mà cái này là, là thực sự quan trọng Nhưng mà chúng ta cần một khoảng thời gian Cố gắng lấy dữ liệu, một cái mẫu vi sinh nào đó Gửi xuống vi sinh, mặc dù có thể là kết quả nó không được như mình mong muốn Nhưng cố gắng làm, làm, tức là làm Có thói quen làm cái động tác đó Và cuối cùng Sau 72 giờ, Tây thì nó là sau 48 giờ Nhưng tôi nghĩ là Việt Nam chúng ta phải cộng thêm một ít Sau khoảng 72 giờ Không sớm hơn 3 ngày Nhưng không muộn hơn 5 ngày Chúng ta đánh giá lại bệnh nhân chúng ta đánh lại bệnh nhân để chúng ta quyết định xem có cần điều chỉnh phác đồ của chúng ta hay không và tôi đang nói ở đây trong trường hợp này bài của tôi là mọi thứ được thuận lợi tức là điều trị tất cả mọi thứ ổn phác đồ ban đầu của chúng ta ổn bệnh nhân của chúng ta ổn chúng ta bắt đầu nghĩ đến là liệu chúng ta có làm nhẹ hơn tôi không dám nói dùng từ xuống thang nhé. xuống thang cái, cái từ đấy nó vẫn hơi kỵ ở nhà mình là liệu chúng ta có thể làm gì nó nhẹ nhàng hơn cho phác đồ kháng sinh của chúng mình hay không đấy chính là cái cách điều, cái, tiếp cận điều trị uh, của chúng ta tại thời điểm hiện tại Vậy chính vì thế thì thực ra cách đây 15 năm Tôi nhớ con số khoảng năm 2001 tức là gần 20 năm rồi Người ta có một cái, cái, cái chiến lược điều trị như thế này Vào viện chắc chắn điều trị nhiễm trùng chúng ta nhìn thấy ở đây tức là Vào viện mức độ nhiễm trùng ban đầu bệnh nhân nhập viện mới là mức độ rất là nặng Bao giờ kháng sinh của chúng ta cũng là kháng sinh tĩnh mạch đó, Và chúng ta hy vọng là kháng sinh tĩnh mạch đấy trong vòng độ khoảng 3 ngày trong vòng 5 ngày nó tấn công, nó tiêu diệt được vi khuẩn Lúc đó mức độ nặng của nhiễm trùng bắt đầu giảm dần nhưng mà chúng ta chưa thể cắt phát đồ kháng sinh được bởi phát đồ kháng sinh của chúng ta trung bình là từ 7 đến 10 ngày đấy là những khuẩn thông thường nhé vậy thì chúng ta suy nghĩ tiếp người ta suy nghĩ tiếp là liệu chúng ta có thể có thể gọi là làm nhẹ nhàng phát đồ kháng sinh của chúng ta bằng cách chuyển từ đường tiêm sang đường uống và cho bệnh nhân kết thúc phát đồ kháng sinh bằng đường uống được hay không đấy đấy là cái quan niệm người ta suy nghĩ năm 2001 nghìn Việt Nam chúng ta có nghĩ thế không tại thời điểm hiện giờ cũng chả nghĩ như thế một bệnh nhân điều trị viêm phổi cộng đồng, tôi có biết là vào đây chắc cũng thế thôi. là gì? là chúng ta điều trị kháng sinh tĩnh mạch, đúng không ạ? và kháng sinh tĩnh mạch gần như tôi 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 có mấy trăm, tức là tôi hay hướng dẫn học sinh để làm những cái luận văn luận án chuyên khoa một đấy, thì là gần như là các em khảo sát bệnh án là các bác sĩ không có đổi từ được, không có đổi đường gì cả, từ 100% một trăm là thời gian điều trị viêm phổi trong bệnh viện là là tĩnh mạch đây là người lớn cũng như thế người lớn thì cũng như vậy trẻ con cũng tương tự như thế và cái kết quả phỏng vấn ở đây là ở nhi tôi không có ở người lớn ở bệnh viện ở bệnh viện sản nhi ở đà nẵng ấy, là như vậy người ta điều trị phỏng vấn các bác sĩ nhi để điều trị viêm phổi cộng đồng cho trẻ con thế nào thì thực sự là gì là đây nhìn vào đây chúng ta nhìn thấy là kể vào viêm phổi nặng hay là viêm phổi không loại thuộc loại nặng thì cái thời gian điều trị kháng sinh trung bình nói chung là cho đến hết khoảng thời gian điều trị và nó chiếm được khoảng khoảng từ 7 đến 10 ngày Đấy như vậy đấy là thực tế của Việt Nam của chúng ta thì như thế. Vậy thì đầu tiên chúng ta phân tích về cơ sở lý thuyết đã. Nếu chúng ta chuyển được từ đường tiêm sang đường uống, nếu chúng ta để ý cái điện đó đã thì đầu tiên tiết kiệm được tiền. Anh Mỹ là bây giờ anh cũng tính điện tiền đầu tiên đã. Thì cái khoản tiền mà chúng ta tính lại đây là tiền của Mỹ nhá. Là nếu chúng ta trong một đợt liệu viêm phổi cộng đồng mà chúng ta chuyển được từ tiêm sang uống sớm cho bệnh nhân thì nó tiết kiệm được khoảng 800 đô la. 800 ở đây là tính bao gồm cả tiền thuốc và tất cả các tiền công chi phí chăm sóc y tế khác nữa. Nhưng có những cái mọi người cũng biết là nó cũng không tính được bằng tiền Đúng không ạ? Bởi vì có những cái thực sự là uh, Là nó, nó nó không đong đói bằng tiền được Và cái tôi nhìn thấy đầu tiên là gì? Là tôi sợ nhất là tai biến Chúng ta khi mà tiêm Cứ ngày nào còn tiêm Không biết các anh chị có run hay không Nhưng mà thường thường thì Chúng tôi là uh, nhận báo cáo ADR Chúng tôi thấy là sức phản vệ thường nó xuất hiện từ ngày thứ ba đến ngày thứ năm Và có cá biệt có những trường hợp là phản vệ xuất hiện từ ngày thứ 8 Sau khi tiêm sefotaxime như vậy là ngày tôi tôi vẫn nói đùa này, ngày nào chúng ta còn phải tiêm kháng sinh tất nhiên bắt buộc tiêm thì vẫn phải tiêm đúng không ạ không thể nói là đổi được nhưng ngày chừng này nào còn tiêm kháng sinh là chúng ta còn dạng đấy đấy là như vậy có những cái nó tiết kiệm nó còn 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 còn, còn có lẽ là còn, quan trọng hơn cả tiền đúng không ạ vì vậy thì nguyên tắc đổi như thế nào tôi xin lấy lại hướng dẫn của hội viêm phổi cộng đồng của hội lồng ngực mỹ năm 2007 nghìn là hướng dẫn của chị Ngọc năm 2019 thì người ta cắt gọn lại người ta rút ngắn số trang hay sao người ta chỉ trả lời 13 14 câu quan trọng thôi. Nhưng năm 2007 người ta đưa rất rõ Mà tôi nghĩ nó vẫn còn nguyên giá trị. Là người ta nói rõ điều kiện chuyển từ đường tiêm sang đường uống và phần này chúng tôi cũng đang tôi có tham gia xây dựng sự hướng dẫn viên phổ cộng đồng của Bộ Y tế thì tôi có đề nghị đưa phần này vào hướng dẫn của Bộ Y tế. Đó là gì là điều kiện cần thiết để chuyển đổi từ đường tiêm sang đường uống trong viên phổ cộng đồng. Thì ở đây các anh ấy, chị nhìn thấy điều kiện đầu tiên là điều kiện về mặt lâm sàng. Rõ ràng bệnh nhân phải được cắt sốt đúng không ạ? Cắt sốt phải ít nhất là 24 đến 30, 36 giờ. Đấy thì lúc đấy chúng ta mới bắt mới nói đến chuyện là chuyển từ tiêm sang uống. Thứ hai là nhịp thở bình thường, huyết động bình thường, nhịp thở bình thường, huyết áp tâm thu tức là mạch bình thường, tức là không có vấn đề gì về huyết động. Ờ, rồi bệnh nhân rối loạn tâm thần không có ăn uống tức là bắt đầu trở lại chế độ ăn uống bình thường vấn đề hấp thu không có vấn đề gì đặc biệt đấy chính là điều kiện cần thiết để chúng ta chuyển bệnh nhân từ tiêm sang uống. Điều kiện thứ hai, sau này người ta mở rộng hơn, tôi để ý không phải chỉ có mỗi viêm phổi, người ta đầu tiên là tiên phong chuyển từ tiêm sang uống là trong viêm phổi, nhưng mà sau đó các loại nhiễm khuẩn khác trong bệnh viện người ta cũng nói là có thể chuyển từ tiêm sang uống được và đây là tiêu chuẩn để bổ sung cho các cái nhiễm là chuyển từ tiêm sang uống cho các loại nhiễm khuẩn khác, người ta vẫn nói đến bệnh nhân vẫn phải cắt sốt ít nhất là 24 giờ bạch cầu không có vấn đề gì mà huyết động tình trạng lâm sàng dấu hiệu lâm sàng của bệnh nhân phải được cải thiện tốt và ăn uống hấp thu dịch thì không có vấn đề gì đặc biệt bệnh nhân bạch cầu và giá trị CRP phải giảm về mức bình thường đấy như vậy đấy chính là điều kiện để chúng ta chuyển và cuối cùng là bệnh nhân không không có không dự kiến sẽ được phẫu thuật trong vòng thời gian ngắn sau đó đấy thì đấy chính là những cái điều kiện cần thiết để chuyển từ tiêm sang uống và cái này là người ta thống nhất trong chương trình chuyển từ tiêm sang uống tháng sinh của châu âu. Vì vậy, có lẽ cái điểm đầu tiên chúng ta kiểm tra đó là kiểm tra về bệnh nhân đã xem có thỏa mãn tiêu chuẩn về mặt tâm lâm sàng hay không. Điều kiện thứ hai là kiểm tra về mặt hấp thu và như vậy những bệnh nhân nào hoàn toàn nuôi ăn mà chúng ta không nuôi ăn được đường miệng vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào 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 truyền hoặc là những bệnh nhân mà chúng ta thực sự là không ăn uống được gì tức là người ta nôn mửa hoặc cái đấy những cái tình trạng kiểu như thế thì trong trường hợp đó đấy cũng là điều kiện thứ hai là chúng ta phải kiểm tra vì những trường hợp đấy không phải không phù hợp với cả chuyển từ tiêm sang uống điều kiện thứ ba điều kiện thứ ba người ta nói về kháng sinh kháng sinh khi chuyển từ tiêm sang uống ưu tiên nhất là những kháng sinh có sinh khả dụng cao với những kháng sinh nào là có sinh khả dụng cao chúng ta hãy nhìn vào bảng này tỷ lệ này là tỷ lệ phần trăm tỷ lệ phần trăm này là gì là tỷ lệ phần trăm hấp thu vào trong máu so dùng khi dùng đường uống so với đường tiêm tĩnh mạch và chúng ta nhìn vào đây thì thực sự có nhiều cái chúng ta bất ngờ có những cái nhóm thuốc mà chúng ta tưởng là tức là tóm lại là chúng ta nghĩ là uống nó thua mới tiêm tĩnh mạch nhưng thực sự không phải đấy, cái nhóm đầu tiên chính vì thế bên dược của chúng tôi có chia kháng sinh thành bốn nhóm theo kiểu hấp thu đấy, và từ đó người chúng ta có các cái kiểu chuyển đổi khác nhau chuyển đổi đầu tiên người ta gọi là tiếp nối từ tiêm sang uống tiếp nối từ tiêm sang uống tức là gì đang dùng hoạt chất là tiêm chuyển sang kháng sinh uống cũng là cái cùng cái hoạt chất đấy người ta gọi là điều trị tiếp nối cái điều trị thứ hai người ta gọi là đổi kháng sinh tiêm uống, đổi kháng sinh tiêm uống tức là gì? Là kháng sinh thì đường tiêm nhưng cái kháng sinh này nó gọi lại không có đường uống. Thế thì khi đổi sang đường uống chúng ta sẽ đổi những cái kháng sinh có phổ tác dụng và có hoạt tính trên vi khuẩn tương đương với kháng sinh đường tiêm. Đấy thì đấy là cái điều trị đấy người ta gọi là điều trị tiếp nối. Và điều trị cuối cùng là điều trị xuống thang. Tôi nghĩ là cái đoạn này hơi dài dặt là cho những cái kháng sinh mà có sinh trả dụng đường uống tương đối thấp nhưng mà nếu điều kiện lâm sàng mà cho phép thì chúng ta có thể cân nhắc cái loại thứ ba này. Rồi. Vậy kháng sinh tôi quay lại người ta theo cái quan điểm đấy người ta chia thành có bốn nhóm tất cả nhóm thứ nhất tạm gọi là nhóm hấp thu tuyệt vời tuyệt vời là gì là sinh cả dụng trên 90% tức là uống ngang với tiêm tĩnh mạch đấy, thì như vậy nhóm đấy thuộc về nhóm đấy thì có có năm có sáu kháng sinh tất cả một là levofloxacin sinh cả dụng đường uống là 99% như vậy là 750 thì bằng 750 500 bằng 500 đấy thì như vậy đấy là kháng sinh đầu tiên Thứ hai là mosifloxacin sinh khả dụng là 95% tức là chúng ta có 400 tiêm thì có 400 400 uống. Thứ ba là linezolid 600 tính mạch thì bằng 6 600 uống. Thứ tư là fluconazole cái lọ 200 thì chính bằng uống 200 bởi vì sinh khả dụng của nó là trên 90%. Uh, à, Cochimoxazone Bắc Rim cũng tương tự Bắc Rim thì hiện nay chúng ta không có tiện dạng tĩnh mạch Và cuối cùng là cái mà ngoại hay dùng là Metronidazone Một lọ 500mg thì bằng 2 viên 250mg uống 2 viên Flagin đấy đấy như vậy là cái nhóm đầu tiên người ta gọi là nhóm hấp thu tuyệt vời nhóm này là cái nhóm thuận lợi nhất khi mà chúng ta chuyển từ đường uh, uống đường tiêm sang đường uống nhóm thứ hai nhóm thứ hai là sinh khả dụng thấp hơn một chút khoảng 70 đến 80 phần trăm nhưng mà chúng ta uống chúng ta được phép tăng liều để bù lại tức là bù lại bằng bằng cái lượng tiêm tĩnh mạch ví dụ điển hình ở đây là ciprofloxacin và chúng ta có cái thuốc kháng nấm bên cạnh là voriconazole tôi lấy ví dụ cipro một lọ 200 của chúng ta thì bằng 250mg uống Vậy một lọ 400 sẽ bằng 500 uống. Đấy là đấy là nguyên tắc để người ta đổi từ uống sang tĩnh mạch. Như vậy nếu cho chúng ta truyền là 5 400 mg một lần, hai lần một ngày Cipro thì chúng ta đổi sang đường uống là 500 mg hai lần một ngày. Còn nếu chúng ta truyền là 400 mg ba lần một ngày, đấy là liều cao nhất của Cipro cho phép đường truyền thì đổi sang đường uống là 750 mg hai lần một ngày. Đấy đấy là cái cách mà chúng ta uh, dùng đường uh, uh, cái cái nhóm thứ hai. Thế nhóm thứ ba nhóm thứ ba là nào nhóm thứ ba là cái nhóm mà sinh khả dụng thì tương đối hấp thu tương đối tốt nhưng đường uống không được phép tăng liều bởi vì nếu tăng liều thì chúng ta bệnh nhân không chịu được về mặt tiêu hóa tức là nó, nó như vậy là nó quá cái giới hạn dung nạp của bệnh nhân Đấy, nhóm thứ ba tương đối nhiều thuốc và nhóm cuối cùng là cái sự hấp thu đường uống đã thấp rồi nhưng mà lại cả cũng không tăng liều được nữa không thực tăng quá liều tối đa cho phép của đường uống bởi vì chúng ta cũng có vấn đề về dung nạp thì nhóm cuối cùng tôi lấy ví dụ đại diện điển hình là cepuroxin nhóm này có chuyển được không câu trả lời là có nhưng trong điều kiện khi mà chuyển thì nói chung là tôi khuyên là chỉ là những trường hợp nhẹ nhàng đơn giản ví dụ sau mổ lấy thai đấy, tôi rồi, tóm lại người ta chả có nhiễm khuẩn gì cả ở đây không, không liên quan nhà mình nhá nhưng mà rõ ràng là những cái trường hợp đấy là những cái trường hợp chúng ta có thể chuyển tiếp được khi chuyển tiếp như thế thì hy vọng là ban đầu dùng đường tĩnh mạch là kháng sinh đã có hiệu quả rồi và bệnh nhân cơ địa miễn dịch nói chung là bình thường lúc khi mà đã kháng sinh tĩnh mạch đã có hiệu quả, sau đó hệ miễn dịch cộng với cả hoạt động tốt cộng với cả kháng sinh chuyển sang đường uống thì chúng ta điều trị chuyển tiếp được xuống thang được. Đổi như thế nào? Người ta sẽ đổi như này. Người ta đổi là gì? Đổi ví dụ cefuroxin. Người ta đổi là 1,5 g 750 chúng ta bình thường chúng ta dùng là 750 mg hoặc 1,5 gram mỗi 8 giờ. Thì khi đổi sang đường uống Chúng ta sẽ dùng đường liều tối đa của đường uống là viên 500 mg hai lần một ngày, viên ciprofloxacin acetin Zinat ấy. đấy. như vậy là đấy là cái trường hợp cuối cùng. Đấy, chúng ta nhóm 3 nhóm 4 chúng ta vẫn đổi được, nhưng mà đổi chúng ta hết sức là cái điều kiện nó hết sức là hơi cẩn thận một chút. Bởi trường hợp này là những cái trường hợp mà chúng ta điều trị thực sự là điều trị xuống thai. Vì vậy bảng này tôi xin phép là để lại bởi vì những cái những con số tôi đã nói trong slide lúc nãy rồi. Đây chính là cái liều mà chúng ta dùng đường tĩnh mạch và liều dùng đường uống của một số kháng sinh thông dụng. Rồi. Vậy thì khi địa như vậy xin nhấn mạnh lại, cái điểm thứ ba, điều kiện thứ ba quan trọng để đổi từ tiêm sang uống đó là điều kiện của kháng sinh. Và những cái kháng sinh có sinh khả dụng cao như thế này, ví dụ như là uh, Levo lúc nãy tôi nói là 99%, Moxi là 90, Cipro là 70 đến 80 đấy là những cái kháng sinh chúng ta đổi được. Rồi. Uh, chính vì thế thì th trên thực tế đấy là lý thuyết. Thế lâm sàng chúng ta có bằng chứng không? Câu trả lời là có. Uh, ví dụ như đối với levofloxacin chẳng hạn, Ê, người ta đây người ta làm như này người ta có hai nhóm viêm phổi cộng đồng nhóm thứ nhất là dùng septiazone kết hợp với azithromycin đấy là cái nhóm mà uh, thông thường chúng ta vẫn là đấy là một beta lactam kết hợp với macrolide nhóm thứ hai là gì nhóm thứ hai là dùng levofloxacin đường tiện ban đầu dùng tiêm và sau đó thì chuyển sang uống thì người ta thấy là hai cái nhóm này nếu chúng ta đổi tựa đậy cả hai nhóm thì hiệu quả lâm sàng đánh giá ở thời điểm chúng ta kết thúc điều trị và thời điểm sau khi mà kết thúc nghiên cứu tức là người ta có đánh giá lại bệnh nhân nữa thì hiệu quả lâm sàng của hai nhóm này là như nhau như vậy điều đó có nghĩa là gì? điều đó có nghĩa là trong viêm phổi cộng đồng, đấy, trong viêm phổi cộng đồng khi có những cái kháng sinh hoặc kháng sinh giả dụng cao mà nó có sẵn cả đường tiêm đường uống ví dụ như kháng sinh quinolone là chúng ta có thể cân nhắc được chuyển từ tầng đường tiêm sang đường uống được. Thế còn kháng sinh có sinh cảm dụng thấp hơn lúc nãy có có nói ví dụ như là trường hợp cefuroxim thì lúc nãy ví dụ rồi. Trường hợp thứ hai tôi lấy ví dụ là ampicillin suvastatin. Ampicillin sumactam, ví dụ chúng ta mổ những cái gì mà nó có liên quan kỵ khí thì chúng ta thường phải dùng ampicillin sumactam, đúng không ạ? và ampicillin bắc tam tiêm của chúng ta thì thông thường cái gì mà kỹ khí thường là bụng hoặc là ngực mà nếu chúng ta cắt vào những vùng mà có áp xe chẳng à, hạn, thường chúng ta phải dùng ampicillin bắc tam. Thì ampicillin bắc tam liều dùng của chúng ta thường thông thường là 1,5 gram hoặc 3 gram một lần. Đúng không ạ? Mỗi 8 giờ hoặc mỗi 6 giờ. Thế bây giờ thế nếu đổi sang đường uống thì làm thế nào? Chúng ta không thể nào dùng đường uống với cả cái mức liều đấy được đúng không ạ? trên thực tế, nếu đổi sang đường uống tôi xin nhấn mạnh lại là với điều kiện là đây là điều trị xuống thang rồi chứ không phải điều trị chuyển tiếp nữa thì trong trường hợp đấy bệnh nhân phải rất ổn cuộc tóm lại là thường là những cái nhẹ nhàng chứ không phải điều trị nhiễm khuẩn cái này thường tôi nghĩ là chỉ là điều trị chuyển tiếp từ một trong mổ thôi thì sau đó chúng ta điều trị chuyển tiếp sang đường uống để chúng ta không muốn bệnh nhân dùng kháng sinh tĩnh mạch nữa thì người ta đổi như này khi mà đổi từ tiêm như vậy với liều như thế thì đổi sang uống ampicillin subactam người ta dùng là 750 mg hai lần một ngày viên của chúng ta là viên 375 hoặc là 750 đúng không? Đúng không ạ? Bây giờ mới có sắp có viên 750 đấy. Thì người ta dùng viên 750 hai lần một ngày thì nó sẽ tương đương với cái thời gian điều trị trước đó. Tương tự, lúc nãy chúng tôi cũng nói về cefuroxin thì cái câu chuyện lúc nãy lại để, để minh chứng luôn trong viêm phổi cộng đồng. Người ta điều trị tiếp nối, người ban đầu người ta dùng là cefuroxin tĩnh mạch. Người ta dùng 1,5 g mỗi 12 giờ hoặc mỗi 8 giờ. Người ta dùng 3 ngày đầu tiên. Sau đó người ta chuyển sang cefuroxin sang đường uống 500 mg mỗi 12 giờ người ta điều trị tiếp 7 ngày nữa như vậy đợt điều trị vẫn đủ 10 ngày. Hiệu quả điều trị nói chung là nói chung là là hai nhóm là như nhau. Đấy, như vậy là chúng ta có thể cân nhắc để sử dụng cả những cái kháng sinh mà 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 có sinh khả dụng thấp được. Rồi. Thế chúng ta bác sĩ lại có một cái câu hỏi nữa là liệu đường tiêm thực sự có bằng thầy nói như thế nhưng mà liệu liệu đường tiêm nó có hấp thu được bằng đường uống hay không? thì câu trả lời thực ra phải làm nghiên cứu mới biết được chúng ta không phải làm lại những nghiên cứu này nữa thì uh, ví dụ như là với levofloxacin trong nhóm của nó ấp chẳng hạn thì ở đây đây cái nhóm có, chúng ta ở đây có hai nhóm người ta cho một nhóm là truyền tĩnh mạch 500 mg một nhóm là uống 500 mg chúng ta lấy nồng độ trong máu ra chúng ta đo thấy hai đường nó chồng khít lên nhau Thế như vậy là điều đó chứng tỏ là gì là hấp thu của đường tiêm với cả hấp thu đường uống là là tương tự nhau rồi thế bác sĩ lại quan ngại tiếp là nếu giả sử bệnh nhân của em là bệnh nhân nặng chúng ta đổi từ đường tiêm sang đường uống liệu có đủ nồng độ hay không thì cũng cơ, câu tiếp theo người ta cũng làm tiếp ví dụ bệnh nhân hồi sức ở nhân là đây là điều trị bằng levofloxacin thì người ta thấy là nồng độ mà levofloxacin truyền tĩnh mạch 500 mg so với cả uống thì nồng độ nó thấp hơn một chút đúng không ạ nồng độ là, nó giảm từ từ là 7 xuống 5 đấy, nhưng mà người ta tính toán là cái lấy cái lượng đấy cái tổng lượng AUC thì nó vẫn đủ để hiệu quả điều trị như vậy là cái lượng giảm của chúng ta không 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 có nhiều rồi như vậy xin chốt lại là khi về mặt cơ sở về mặt lý thuyết về mặt kháng sinh thì chúng ta nhớ là cho cái khái niệm sinh cả dụng sẽ giúp cho chúng ta chuyển từ tiêm sang uống và thậm chí thông thường người ta sẽ chuyển chúng ta chuyển là cùng hoạt chất đúng không ạ à, chúng ta chuyển cùng hoạt chất chuyển nguyên liệu với những kháng sinh có sinh cả dụng cao hoặc là điều trị xuống thang với những cái thuốc có sinh cả dụng thấp cái câu hỏi tiếp theo là người ta có đổi được ví dụ chúng ta cái kháng sinh chúng ta không có uống thì có chuyển sang uống được không chúng ta nhìn vào hình này chúng ta thấy là có. Có, nếu ví dụ cefotaxim hoặc ceftriaxone nó chỉ có dạng tiêm thôi, nó không có dạng uống. Vậy thì trong điều trị viêm phổi nếu chúng ta dùng mà ban đầu chúng ta dùng các cái CFA thế hệ 3 đó, nếu mà chúng ta chuyển sang đường uống thì chúng ta sẽ chọn các cái kháng sinh cùng thế hệ có cùng phổ tác dụng là ví dụ là CFA thế hệ 3 đường uống hoặc người ta đổi sang quinolone hô hấp thì nó tương đương cái hiệu quả nó sẽ tức là với phổ tác dụng của nó tương đương với CFA thế hệ 3. Thì đấy là cái cách mà người ta chuyển đổi chính vì thế thì tại thời điểm hiện giờ thì để chốt lại phần này về cơ chúng ta có cơ sở về mặt lý thuyết đầu tiên là điều kiện của bạn bệnh nhân thứ hai là điều kiện về mặt hấp thu của bệnh nhân thứ ba là tựa là điều kiện về mặt kháng sinh và thứ tư chúng ta đã nói đến các bằng chứng lâm sàng vậy trong bằng chứng lâm sàng thì thử nghiệm lâm sàng đầu tiên tôi thấy thử nghiệm lâm sàng lớn nhất mà chuyển đường đường tiêm sang đường uống trong điều trị viêm phổi là một bài báo đăng trên tạp chí BMJ của Anh năm 2006 và trong cái nghiên cứu này thì người ta có mỗi nhóm có được khoảng hơn 103 bệnh nhân thì người ta thấy là nếu bệnh nhân nào mà được chuyển từ đường tiêm sang đường uống trong vòng độ khoảng 72 giờ đấy sau đó so với cái nhóm được tiêm tĩnh mạch đây là điều trị viêm phổi nhá điều trị viêm phổi ở đây là ở mức độ nặng phải nhập viện trong trường hợp đó thì người ta thấy hiệu quả lâm sàng của hai nhóm này là như nhau đấy, nghiên cứu này là nghiên cứu tương đối nổi tiếng và năm hai tổng kết sau đó cũng rất nhiều các nghiên cứu khác làm nữa thì như vậy người ta cũng cho cái kết quả tương tự và ở năm 2008 có một nhóm tác giả người ta vượt tổng kết lại chuyện chuyển từ tiêm sang uống so với nhóm tiêm tĩnh mạch trong viêm phổi cộng đồng thì chúng ta nhìn thấy ở đây hiệu quả điều trị là ngang nhau tỷ lệ tử vong hai cái không có sự khác biệt thời gian điều trị nội trú chắc chắn thấp hơn ngắn hơn được kéo dài được trung bình khoảng hơn 3,3 ngày ở cái nhóm chuyển từ tiêm sang uống so với cả ở cái nhóm chúng ta sử dụng đường tiêm tĩnh mạch đấy, như vậy đấy là lợi ích trong viêm phổi cộng đồng tương đối rõ rồi rồi và đến năm 2016 trước khi chuẩn bị xây dựng cuối 2016 Chứ là trước khi xây chuẩn bị xây dựng cái cái hướng dẫn mà chị Ngọc có đề cập hàng năm 2019 đấy thì bên hội uh, ở Mỹ tạp chí JAMA người ta có tổng kết lại là phác đồ nào trong điều trị viêm phổi tại thời điểm hiện giờ thì tỏ ra là hữu hiệu, hiệu nhất nó có hai phác đồ thôi một là beta lactam kết hợp với macrolid và hai là kháng sinh quinolono hấp và người ta cũng nhấn mạnh trong cái tổng quát kết này vận tầm quan trọng của vai trò chuyển từ đường tĩnh mạch sang đường uống như vậy là đối với viêm phổi cộng đồng chúng tôi rất khuyến khích là các anh các chị cân nhắc cái điểm đó và tại thời điểm hiện giờ thì chiến lược điều trị của các bác sĩ người ta là là gì những ngày đầu chắc chắn vào sẽ cho tĩnh mạch đấy cho tĩnh mạch cho đúng cho đủ chọn đúng kháng sinh như chị ngọc đã trình bày cho dùng đủ liều kháng sinh theo dược động và dược lực sau đó kết thúc phát đồ kháng sinh bằng đường uống đấy, thì như vậy là lúc đấy đây chiến lược điều trị là người ta có hai giai đoạn rõ rệt và trong cái viêm phổi cộng đồng ấy thì có năm nguyên tắc tôi xin phép không nhấn mạnh lại năm nguyên tắc thực ra chị Ngọc cũng đã đề cập trong cái phần mà bài trình bày của chị rồi thì một trong năm nguyên tắc sử dụng kháng sinh hợp lý trong viêm phổi cộng đồng cái nguyên tắc thứ năm ở đây là chuyển từ đường tiêm sang đường uống đấy để làm rút ngắn thời gian điều trị nội trú đấy đấy là nguyên tắc mà người ta đã đề cập ở ờ, một số các khí nhiễm khuẩn khác thì tôi sẽ đi nhanh thôi vậy thì nếu chúng ta có gặp trong bệnh viện những khuẩn tiết niệu người ta cũng nói đến đến chuyển từ tiêm sang uống đặc biệt những cái kháng sinh mà người ta gọi là có dược động học niệu động học tức là điều điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu là cái cái mà quyết định hiệu quả điều trị là nồng độ kháng sinh trong nước tiểu và nhu mô thận và những cái kháng sinh nào mà, mà có dược động học niệu động học phù hợp à, ví dụ kháng sinh nhóm quinolone chẳng hạn đấy, thì như vậy ở đây người ta dùng một cái từ là chuẩn độ diệt khuẩn niệu chuẩn độ đấy mà trên một thì kháng sinh của chúng ta có hiệu quả và như vậy những cái kháng sinh như thế là sau khoảng độ khoảng 24 mươi giờ, giờ sử dụng Đấy, sau, sau, khi uống khoảng từ giờ thì cái nồng độ chuẩn độ diệt khuẩn niệu nữa vì nồng độ trong nước tiểu nó cao quá nên là nó vẫn vượt qua được cái, cái chuẩn độ diệt khuẩn niệu để nó vượt qua giá trị một và vẫn phát huy hiệu quả điều trị như vậy là những khuẩn tiết niệu người ta cũng đã nói đến cái việc mà chuyển rồi à, à, đối với nhiễm khuẩn tiết niệu thì cái kháng phát đồ kháng sinh đường uống ấy đấy, người ta hay dùng quinolone thì ở đây người ta dùng ciprofloxacin là 500 mg hai lần một ngày hoặc levofloxacin một lần một ngày 500 mg một lần một ngày rồi. Uh, bệnh nhân mà diễm khuẩn da mô mềm người ta cũng chuyển từ tiêm sang uống à, tất nhiên người ta có tiêu chí về mặt lâm sàng tiêu chí thì tôi không nhấn mạnh lại nữa bởi vì uh, nó cũng trùng với các cái tiêu chí lúc nãy chúng ta nói và người ta ước tính là uh, ước tính là có khoảng 1 phần ba số bệnh nhân nhiễm khuẩn da mô mềm kể cả trong bệnh viện là có thể điều chuyển từ tiêm sang uống được uh, nhiễm khuẩn xương khớp cũng từ tiêm sang uống được tôi thấy là rất là Thực sự là bây giờ càng ngày cái chuyển từ tiêm sang uống người ta đề cập rất nhiều trong y văn. Nhiễm khuẩn xương khớp thì chúng ta biết là <laughs> thời gian điều trị của chúng ta tối thiểu là 6 tuần. Đúng không ạ? Thậm chí 12 tuần. Vậy chúng ta đặt câu hỏi liệu chúng ta có phải tiêm cho bệnh nhân 12 tuần không? Hay 6 tuần hay không? Hay tại thời điểm nào thì chúng ta bắt đầu chuyển được để chúng ta nhẹ nhàng hơn cho bệnh nhân? Bởi vì lúc nào bệnh nhân cũng tiêm mãi. Đấy thì uh, câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ chọn những cái kháng sinh muốn như thế thì chúng ta sẽ chọn những kháng sinh mà thấm vào mô xương tốt đúng không ạ ví dụ như đây là Uh, cái trường hợp này các kháng sinh thấm vào mô xương tốt trong đó có quinolone, có uh, clindamycin, có rifampicin, vân 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 có linazolid. Uh, và chúng ta có liều tương ứng. Còn đây là kháng sinh mà thấm vào mô xương tốt cho trẻ con. Đúng không ạ? Đấy ví dụ là uh, chúng ta có các nhóm uh, kháng sinh, ví dụ như là nhóm uh, kháng sinh nhóm beta lactam thông thường trẻ con người ta hay dùng beta lactam hoặc là hoặc là clindamycin. Và người ta cũng thấy là kinh nhóm mà được chuyển sớm khoảng sau 6 tuần tức là ban đầu người ta truyền bằng văng cô viêm thủy xương người ta, truyền văng cô cho cho bệnh nhi hoặc là bệnh nhân nhưng mà thường người ta cũng chỉ dám dừng cái khoảng thời gian truyền văng cô là từ 4 đến 6 tuần thôi vậy chúng ta điều trị tiếp nối thế nào thì thường người ta chuyển sang đường uống bằng các kháng sinh như là tôi nói lúc nãy ví dụ canh damisin ví dụ linezolid hoặc là ví dụ như là kháng sinh nhóm beta lactam thì người ta thấy hiệu quả điều trị của cái nhóm đấy là ngang với cả cái nhóm chúng ta truyền tĩnh mạch cho đến hết thời gian điều trị và ở bên 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 nhi nó có một cái hay như này là trẻ con tôi cố tôi, gắng tôi, tôi tìm những cái nghiên cứu lâm sàng thì như vậy thấy là uh, nếu giả sử nhiễm khuẩn xương khớp mà người ta đổi uh, cho trẻ con điều trị cho trẻ con đấy thì người ta thường đánh giá lại đánh giá lại bằng kết quả gì đánh giá lại bằng kết quả giá trị CRP và nếu CRP giảm xuống dưới mức bình thường tức là về giới hạn bình thường thì đấy chính là thời điểm và cộng thêm đánh giá về mặt lâm sàng nữa thì đấy chính là thời điểm phù hợp để các bác sĩ đổi từ đổi từ tiêm sang uống đấy, như vậy là bằng chứng thì đã tương đối đầy đủ rồi. Thế chuyển từ tiêm sang uống có phải lưu ý điểm gì không? Tôi lưu ý hai điểm. Lưu ý thứ nhất là hình như chuyển tiêm sang uống không phù hợp cho bệnh nhân đang còn ăn qua sông. Ở nghiên cứu ở đây là nghiên cứu với ciprofloxacin. Nếu chúng ta cho bệnh nhân ăn qua sông mà chúng ta nghiền cái viên là cipro ra, chúng ta chắc nhiên phải chọn nghiền chúng ta cho qua sông thì cái sinh cả dụng hấp thu của nó giảm có thể giảm đến từ 30 đến 60%. Và như vậy, cái đối tượng mà bệnh nhân ăn qua sông để, trong y văn thì người ta có thống nhất với nhau là không phù hợp chuyển từ tiêm sang uống đấy là cái điều kiện đầu tiên cái lưu ý đầu tiên chúng tôi là điều thứ hai chú ý là chuyển sang uống thì tránh kim loại bởi vì các kháng sinh quan trọng mà chúng ta dùng là quinolone là cefal thế hệ ba là azithromycin khi gặp kim loại là nó sẽ tạo ra cái phức mà phức ấy thì nó lại không hấp thu được đấy là nó bị đào tào thải ra ngoài. Đấy, chính vì thế đây là ví dụ như là ciprofloxacin này khi gặp chúng ta dùng cùng sắt với canxi thì coi như là kháng sinh trong máu nó giảm đi rất nhiều. Vì thế nếu mà giả sử chúng ta chuyển sang uống thì chúng ta nếu phải bắt buộc phải dùng các cái, cái cái có kim loại đó sắt, canxi, magie hoặc là nhôm chẳng hạn ấy, thì trong trường hợp đó thời gian cách nhau ít nhất là hai giờ. đấy là cái điểm thứ hai cần lưu ý. À, điểm thứ ba, điểm thứ ba là các anh các chị chú ý à, cái này thì tôi tôi cũng ngại ngại nói nhưng phải nói đó là chú ý đến một chút đến chất lượng thuốc Đấy. À, thực ra là thế này à, đường tiêm tĩnh mạch là chúng ta cho thuốc một là một phần trăm thuốc vào máu đúng không ạ nhưng mà nếu mà chúng ta uống thì chúng ta biết là cái cái chuyện mà từ hấp thu từ lúc chúng ta uống cho đến lúc vào máu bệnh nhân để đạt nồng độ điều trị nó lại nó lại phụ thuộc rất nhiều vào cái dạng bào chế phụ thuộc rất nhiều vào cái thuốc mà chúng ta có và chính vì thế thì tôi có lưu ý có hai cái ca lâm sàng Đấy, hai cái ca này ở ý người ta đây, người ta nói một cái ca một ca bên phải là một cái ca nhiễm khuẩn tiết niệu à, nhiễm khuẩn tiết niệu cho uống cipro và một cái ca bên trái là cái ca mà viêm phế quản cấp người ta cho uống levo và thực sự hai cái ca này là thất bại điều trị sau khoảng 3 bốn ngày mặc dù sử dụng đúng liều nhá kháng sinh thì chọn đúng rồi cũng không có vấn đề gì đặc biệt cả thế nhưng mà thất bại điều trị và người ta đổi từ generic sang biệt dược gốc của hai cái thuốc đó thì hiệu quả lâm sàng lại quả thì chúng ta lại đạt được điều đó người ta mới băn khoăn các bác sĩ ở ý người ta mới băn khoăn là liệu có sự khác biệt về cái thuốc generic với cả cái thuốc biệt dược gốc hay không? Đấy, chúng ta không ngoại suy tất cả các cái, 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 cái kết quả đó đúng với tất cả các generic nhỉ. nhưng là có thể có những generic chúng ta sẽ không đạt được hiệu quả điều trị như là cái thuốc biệt dược gốc. Và trên thực tế để tôi có tìm hiểu lý do tại sao thì người ta làm thế này đây là một cái nghiên cứu in vitro thôi là người ta thử cái khả năng hòa tan của cái viên thuốc chúng ta biết là chúng ta uống thuốc xong thì là đầu tiên phải vào dạ dày phải vào ruột nó phải hòa tan đã hòa tan xong nó mới hấp thu được vào máu thì người ta có khử khả năng hòa tan của cái thuốc levofloxacin các loại generic khác nhau so với biệt dược gốc thì chúng ta nhìn thấy là sau độ khoảng sáu một giờ 60 phút thì có một số generic là sẽ ngang với cả biệt dược gốc nhưng có một số cái cả tốc độ và mức độ hòa tan kém hơn biệt dược gốc Đấy, chính vì thế nên là tôi lưu ý cái điểm thứ ba, cái này thì chúng ta cũng rất là khó nhưng tôi khuyên là trong thực hành lâm sàng thì anh chị em nên trao đổi với dược, nếu chúng ta muốn chuyển từ, từ tiêm sang uống thì nên chọn những thuốc nếu bắt buộc chúng ta phải không có biệt dược gốc để dùng nhá, chúng ta có generic thì sẽ xem là những cái generic đấy có kết quả tương đương sinh học hay không. Kết quả thử tương đương sinh học. Cái đấy bây giờ các nước là bắt buộc 100% nhưng Việt Nam chúng ta bị hầm Là Việt Nam của chúng ta là gì? Là chỉ quy định với một số hoạt chất nhất định có 8 hoạt chất phải thử tương đương sinh học thôi thế thế nên là chúng ta không bao phủ hết được các kháng sinh chúng ta đang dùng nên là nếu giả sử các anh các chị muốn cân nhắc chuyển từ tiêm sang uống chúng tôi nghĩ điều kiện điều kiện đó là điều kiện thứ tư điều kiện nháy nháy thôi là gì là xem xem là, là thuốc của chúng ta có 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 cái bằng chứng gì để chúng ta có tin tưởng về mặt tương đương sinh học hay không rồi bây giờ phần cuối cùng tôi sẽ trao đổi là thế chúng ta chuyển từ tiêm sang uống thì trên thế giới người ta đang làm như thế nào và chúng ta có học tập được gì về cái kinh nghiệm của người ta hay không đầu tiên là phải xác định này là trong chương trình quản lý kháng sinh ở trong bệnh viện hướng dẫn của hội truyền nhiễm Hoa Kỳ hướng dẫn cả thế giới theo đấy thì có nhấn mạnh điểm số 12 điểm số 12 là người ta nói là khuyến khích các bệnh viện là thúc đẩy triển khai chương trình chuyển kháng sinh từ đường tiêm sang đường uống khi điều kiện cho phép, khuyến cáo ở mức độ mạnh, mức độ bằng chứng ở mức độ trung bình đấy, như vậy, chúng tôi nghĩ là như vậy chúng ta không phải bàn cãi đâu. Ở Châu Á, ở Châu Á thì dựa vào đặc điểm của đặc thù của Châu Á của mình, thì cũng có nhiều cái cái, cái biện pháp mà quản lý kháng sinh khác nhau nhưng ở trong này tôi có nhấn mạnh cái điểm mà bôi ra cam ở đây là chuyển từ đường tiêm sang đường uống đấy, như vậy đấy là đấy là chính sách trong bệnh viện. Đó. Trong viêm phổi cộng đồng thì người ta nói quản lý kháng sinh trong viêm phổi cộng đồng thì có nhiều cái giống như chị Ngọc nói lúc nãy là phân tầng bệnh nhân chọn bệnh nhân thế nào rồi vi sinh vân 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 có một cái chiến lược ở trong trong cái đám đó đó là chuyển từ tiêm sang uống đấy là viêm phổi cộng đồng rồi những quần tiết niệu tôi không nói thế vậy trên thực tế chúng ta làm nào đầu tiên là chúng ta hãy xác định là làm một cái khảo sát thử đã xem là trong bệnh viện của chúng ta có bao nhiêu bệnh nhân có đủ điều kiện chuyển từ tiêm sang uống ở Mỹ người ta thấy này cứ bố cứ khoảng hai bệnh nhân dùng quinolone thì có một bệnh nhân có có đủ hội đủ điều kiện chuyển từ tiêm sang uống được Đấy, như vậy đầu tiên là về đánh giá thực trạng đã xem có bao nhiêu phần trăm bệnh nhân chuyển từ tiêm sang uống được thứ hai người ta quan điểm như này điều trị bây giờ là tôi tôi thấy cái phần mọi người nếu mọi người để ý cái phần chị bề của chị Ngọc nó rất rõ nó thông điệp này nó rất rõ ràng nhé là điều trị kháng sinh là bao giờ là người ta nói là start smart Start smart là hãy bắt đầu một cách khôn ngoan, một cách thông minh. Như vậy là chúng ta cho kháng sinh đầu tiên phải thông minh đã thì lúc đấy mới về sau mới chuyển nọ chuyển kia được chứ còn nếu không thông minh được tôi xin lỗi. Cái từ đến hơi nặng đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà giả sử không start smart được thì đoạn đằng sau chúng ta không loay hoay, tức là càng loay hoay càng khó. Vậy start smart là gì? Lúc nãy đây, uh, chúng ta cả thứ nhất kiểm tra kỹ tất cả các thông tin của bệnh nhân, xem bệnh nhân có nguy cơ kháng thuốc hay không, nghĩ đến căn nguyên gây bệnh là gì, uh, chọn kháng sinh gì, phối hợp ra sao, liều thế nào tiền sử dị ứng thế nào để chọn kháng sinh cái đấy gọi là start smart start smart xong xong người ta dùng cái từ thứ hai rất hay là gen focus tức là sau, sau khi mà điều trị đúng rồi thì lúc ấy sau lại điều trị phải khu trú điều trị phải tập trung tức là sau khoảng 48 tây nó dùng là 48 đến 72 giờ như tôi thì thường cư việt nam là cộng thêm được khoảng một ngày nữa là sau khoảng 3 ngày để cho cái kháng sinh nó bắt đầu nó chúng ta hy vọng là start smart rồi thì điều trị là sau đó là chúng ta khoảng 3 ngày sau kháng sinh nó sẽ có cơ hội nó biểu hiện xem là thể hiện xem nó có hiệu quả hay không lúc ấy chúng ta bắt đầu tính xem là chúng ta có cần điều chỉnh pháp đồ hay không đấy thì như vậy đấy là cái khẩu hiệu mà rất rõ ràng trong chương quản lý kháng sinh ở bệnh viện à, vì thế nhiều bệnh viện người ta làm hai này thứ nhất là người ta có một cái mẫu phiếu nhắc nhở mẫu phiếu nhắc nhở chuyển từ tiêm sang uống đấy, cái mẫu phiếu này lồng ghép luôn nếu kê đơn điện tử lồng ghép luôn vào đó hoặc nếu không là dược sĩ lên check rồi điền nếu hội đủ tất cả yếu tố rồi thường là bác sĩ truyền nhiễm hoặc là hoặc là nếu nếu chỗ nào mà dược sĩ mạnh dược sĩ lên trách và như vậy thì họ trách lại tất cả những thông tin đấy dán lại cái thông tin đấy vào trong bệnh án đấy, như vậy đấy là cái cách đầu tiên người ta làm cách thứ hai là nếu kê đơn máy, máy tính nếu kê đơn máy tính là cứ tự động sau 72 giờ Thì cửa sổ nó hiện ra cái cửa sổ nó hiện ra là, là, là gì là tóm lại là bệnh nhân của anh bệnh nhân của bác sĩ bệnh anh của anh của chị đủ điều kiện chuyển tiêm sang uống chưa các anh chị cân nhắc cho đấy như vậy đấy là cái 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 điểm thứ hai người ta làm thế hiệu quả nó tương đối ổn tức là khi mà người ta làm cái can thiệp kiểu như thế thì cái tỷ lệ dùng quinolone đường tĩnh mạch uh, tỷ lệ đường dùng đường uống đường, đường tĩnh mạch nó giảm đi rất nhiều và tỷ lệ chuyển sang đường uống tăng lên rất nhiều rồi uh, nhưng có những cái bệnh viện người ta làm dài dặt hơn người ta làm thế này uh, ví dụ uh, chúng tôi lấy ví dụ cái này phải thử Đấy, nhiều khi người ta lý thuyết người ta nói thế nhưng mà đúng thật là không biết chiêm nghiệm bệnh viện này mình thế nào rồi bệnh nhân của mình thế nào có áp dụng được hay không người ta làm thử chúng tôi nghĩ làm thử trong một chương trình quản lý cũng được đó là gì đó là ví dụ như là đối với bệnh nhân mà vi phổi cộng đồng thì như vậy là người ta đưa đưa ra tiêu chuẩn chọn bệnh nhân để chuyển từ tiêm sang uống Đấy, tiêu chuẩn rất rõ ràng về mặt lâm sàng về mặt uh, về mặt lâm sàng có cái tiêu chuẩn lựa chọn và có cả tiêu chuẩn loại trừ nữa vậy ví dụ tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân nằm ICU rồi bệnh nhân mà uh, có nhiễm trùng và viêm phổi lại cộng thêm một nhiễm trùng nào khác nữa mà bắt buộc phải dùng kháng sinh tĩnh mạch thì không có chuyển hoặc là những bệnh nhân nào mà ví dụ như bệnh nhân sau ghép phổi hoặc sơ nang gì đấy hoặc là uh, bạch cầu uh, hoặc là bệnh nhân có cơ địa suy giảm miễn dịch là không bao giờ người ta chuyển từ tiêm sang uống cả. đấy như vậy trong trường hợp đó uh, đấy chính là những cái cái cách làm của một bệnh viện người ta làm là gì đầu tiên là đưa bệnh nhân vào chương trình có tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ rõ ràng sau đó là gì sau đó là người ta nhấn mạnh với các bác sĩ trong cái việc mà dạ, mà, mà mà tập huấn đấy chín cái chín cái bằng chứng quan trọng để chuyển từ tiêm sang uống với những bệnh nhân thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ và người ta có một cái cát nhỏ nhỏ để cái nhắc các bác sĩ lúc nào có thể chuyển đổi được đấy, điều kiện gì về mặt lâm sàng chúng ta có thể đổi từ tiêm sang uống được đấy, đấy là cái uh, uh, cái nội dung thứ hai rồi uh, như vậy là đấy là cái cách làm tức là tôi nghĩ là thế này cái cách làm là nếu chúng ta chưa mạnh nếu mà chúng ta bây giờ bảo cứ đổi hết sang uống ngay thì tôi nghĩ cũng khó. Nếu giả sử chúng ta chưa mạnh dạn lắm trong việc được tôi tôi tiêm sang uống, hãy có thể làm bắt chước cái cách mà người ta đã làm như thế, tôi tôi nghĩ cũng có hiệu quả. Trong viên vỡ hít người ta cũng làm này, viên vỡ hít lúc nãy em để ý chỗ chị Ngọc có trình bày đấy. Thực sự viên vỡ hít thì thực sự là chúng ta ngại, rồi chúng ta ngại từ tiêm sang uống bởi vi khuẩn chúng ta đánh phải là kỵ khí, vi khuẩn ấy chuẩn chúng ta đánh là họ trực khuẩn đường ruột. Vậy thì trong trường hợp đó thì có đổi từ tiêm sang uống hay không? các tác giả Nhật Bản người ta cũng cũng làm như thế này. Thứ nhất là người ta phải làm test cho bệnh nhân có khả năng nuốt được hay không. Với nuốt có vấn đề hay không. Test bằng test nuốt nước bọt liên tiếp phải là test bằng uống cho uống một lượng nước cụ thể để xem là bệnh nhân điểm cái, cái chuyện khả năng nuốt của bệnh nhân như thế nào. Thứ hai là người ta có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn để lựa chọn những bệnh nhân mà có khả năng chuyển từ tiêm sang uống được sau khi đã chuyển tiêm tĩnh mạch một thời gian. Đấy, tiêu chuẩn đấy bao gồm tiêu chuẩn về nhiệt độ, tìm về nhịp thở, về nhịp tim và quan trọng nhất là bệnh nhân phải nuốt không có vấn đề. Đấy, thế thì áp dụng cái nguyên tắc đó, người ta có ngựa có cái một cái lưu đồ để chuyển cho bệnh nhân. Bệnh nhân nào mà thỏa mãn tiêu chuẩn thì người ta uh, cho chuyển sang uống nhưng người ta vẫn đánh giá tiếp về lâm sàng của bệnh nhân theo dõi hết sức cẩn thận. Nếu có vấn đề gì thì lại quay lại với pháp đầu tiên tĩnh mạch. Tức là người ta luôn chuẩn bị tinh thần nếu giả sử có vấn đề gì mà nó không ổn, mà nó lại không thỏa mãn cái tiêu chuẩn lựa chọn nữa, thì người ta sẽ quay lại với pháp đồ tính mạch và kết quả, nói chung là cũng cũng rất là ổn. Chúng em nhìn thấy đây, cái tổng kết ở đây là gì? Tỷ lệ thành công là chín 89,7%, tức là khi chúng ta chuyển từ tiêm sang uống, nhưng mà tất nhiên như cái này chúng ta phải làm, làm phải chiêm nghiệm, tức là phải bằng chứng bằng cái bằng chứng của mình. Nhưng mà nếu là làm rất cẩn thận từ phân loại bệnh nhân, từ từ theo dõi đánh giá, đấy thì uh, cuối cùng hiệu quả nó tương đối cao. Khi chuyển từ tiêm sang uống thì đấy là những một số kinh nghiệm cái cách người ta chuyển tiêm sang uống ở trong các cái nhiễm khuẩn hô hấp ở trong bệnh viện thì có một số các cái các cái khó ở đây chúng ta phải lưu ý cái khó chuyển từ tiêm sang uống mà các bác sĩ nói là thế này. thứ nhất là khó nhất là đánh giá về mặt thế nào được đánh giá là ổn định về mặt lâm sàng ờ, em không phải là dân lâm sàng em không dám nói gì cả những cái khó đầu tiên mà cái ngôn ngữ thế nào là đánh giá là ổn định về mặt lâm sàng đấy, cái đấy là cái khó nó đòi hỏi với kiến thức chuyên môn và cái sự tự tin của bác sĩ điều trị đấy nhưng sự tự tin đấy phải được phối hợp được sự trợ giúp của các công cụ công cụ của dược của vi sinh rồi của các cái thứ khác nữa đấy, cái điểm đầu tiên các bác sĩ ngần ngại đầu tiên đó là là cái điểm mà bệnh nhân là, là, cái đánh giá về mặt ổn định về mặt lâm sàng thứ hai là chuyển từ tiêm sang uống nhưng mà nó lại kháng sinh đến lại chúng ta lại không có tức là tức là nó không thuận lợi về mặt thực hành với cái danh mục mà chúng ta đang có Đấy, như vậy cái điểm đấy để dược sẽ phải giả soát lại rất cẩn thận khi mà chúng ta muốn chuyển từ tiêm sang uống thì thực sự là cái danh mục thuốc về hoạt chất cũng như về chất lượng thuốc ý tôi nói lúc nãy đã nói đấy là liệu nó có đảm bảo hay không để các bác đấy đấy là những cái mà các bác quan tâm và thậm chí thứ ba là có những cái người các bác chả biết đến chương trình tiêm với uống là thế nào cả rồi, tức là bệnh viện có thể có chương trình đấy nhưng mà các bác không để ý đấy để các bác không có thông tin đấy là cái yếu tố thứ ba và yếu tố thứ tư là yếu tố thuộc về người bệnh yếu tố thuộc về người bệnh rất quan trọng bởi vì yếu tố thuộc về người bệnh có những cái các bác vẫn lăn qua tăng ví dụ như bệnh nhân bệnh nhân có ure máu cao chẳng hạn những bệnh nhân có nhịp thở hoặc là những bệnh nhân có huyết áp tân thu dưới uh, hoặc là bệnh nhân trên 65 tuổi chẳng hạn Đấy. hoặc bệnh nhân vẫn phải đang thở oxy chẳng hạn vẫn phải có điều trị trợ giúp bằng oxy chẳng hạn liệu nhưng mà các thứ khác ổn hết rồi liệu chúng ta có đổi từ tiêm sang uống được không đấy chính là những cái rào cản tức là trên thực tế các bác sĩ đã đã băn khoăn thì mà ngần ngại để các bác vẫn giữ tiếp đường tiêm tĩnh mạch thay vì uống vì thế thì bài ngày hôm nay bài ngày hôm nay thì có lẽ là em chỉ trình bày một cái vấn đề ngắn thôi cái vấn đề đấy từ cơ sở lý thuyết đến cái bằng chứng lâm sàng và những cái thực tế người ta đã làm ở trên thế giới và những cái khuyến cáo người đổi kháng sinh từ tiêm sang uống và chúng em cố gắng lấy những cái ví dụ ở trong 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 nhiễm khuẩn hô hấp thì em xin kết lại để lúc nãy em em vẫn thích cái slide này cái chữ 4D mà chị Ngọc có có nói lúc nãy đấy thì cái chữ D cuối cùng ngày hôm nay chúng ta nói là gì chữ D cuối cùng là đúng cách đúng cách ở đây đúng cách ở đây thực ra Tây nó muốn dùng là de escalation tức là tức là xuống thang nhưng em nghĩ là ở đây Việt Nam chúng ta thì chắc là chưa dám dùng cái từ xuống thang một cái đúng nghĩa hoàn toàn của nó nhưng một trong những cách nhẹ nhàng hơn làm cho cái phát đồ kháng sinh của chúng ta nhẹ nhàng hơn cho với bệnh nhân đó là hai cách chúng em nghĩ có thể cân nhắc làm được cách thứ nhất cắt bớt các kháng sinh có độc tính nếu đã hoàn thành xong nhiệm vụ đấy, có những đợt chúng ta đã nói về cái về cái chuyện đấy rồi và thứ hai là chuyển từ tiêm sang uống khi điều kiện lâm sàng cho phép đấy là một cái cách mà chúng ta em nghĩ là có thể số thang được trong điều kiện của mình vì vậy cái khẩu hiệu này thì cô chú em xin để lại là cái slide kết của bài là gì là thực sự là là đây là khẩu hiệu stop khẩu hiệu stop của 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 anh nó là điều trị kháng sinh 72 giờ đầu 48 ở đây người ta nói 48 giờ nhỉ? mình có thể 72 giờ đầu hãy chưa lựa chọn kháng sinh đúng kháng sinh tĩnh mạch thoải mái bởi vì rõ ràng điều trị ban đầu chúng ta cần phải có một cái kháng sinh phát đồ kháng sinh có hoạt lực nhanh và hoạt lực mạnh giống như lúc này anh nhung có nói là thầy hoàng anh thường nói là đánh nhanh đánh mạnh câu đấy rất đúng trong 72 giờ đầu nhưng sau 72 giờ đầu chúng ta bắt đầu điều chỉnh dần dần phát đồ kháng sinh của mình đấy, phù hợp với diễn biến lâm sàng của bệnh nhân và phù hợp với mục đích điều trị của mình em xin cảm ơn các anh các chị Vâng cảm ơn uh, thầy Hoàng Anh Rồi là chúng ta cũng đã có một cái uh, phần uh, thêm một nhấn mạnh ngày hôm nay gọi là đúng cách Thì uh, cái việc này cũng hết sức là quan trọng